Chúng tôi đang thực hiện cái giải phóng mặt bằng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động với 350 hộ dân và 15 tổ chức. Theo cái báo cáo là 279 hộ đã nhận tiền, tổng số tiền là 624 tỷ. Công tác giải phóng mặt bằng đền bù cho các hộ dân sẽ hoàn thành trong cái tháng 12 năm 2017. Sau khi mà thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì cái tuyến đường sẽ mở rộng ra xung quanh là 53,5 m với 6 làn xe. Tại cái điểm thấp nhất, cái điểm thấp nhất của đoạn Minh Khai có 20 m thì cũng là một cái điểm nút thường xuyên ùn tắc giao thông.